hello chào các bạn bây giờ mình đi uh, hội chợ Sài Gòn tại Clearwater của Florida nè à, mình uh, thì có hẹn với mấy người bạn đến uh, chỗ uh, hội chợ đêm này đây đây là đồng bọn của mình nè đồng bọn của mình đã ăn uống no say rồi ăn sắp xong rồi còn mình uh, mình mới có tới thôi nên mình uh, còn vui lắm đây đây là cái máy rửa tay tự động ở ngoài ở ngoài hội chợ để cho khách đến ăn uống tham gia hội chợ được rửa tay, tay mình mình cũng thử nè phải đạp 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 cái này để mà để mà được rửa tay nha các bạn rửa tay bằng nước sạch, đó nó nè mình đạp nè mình rửa nè, bây giờ phải đạp xuống nước nó mới ra, còn không đạp là nước nó không ra, cái máy này cũng tiện ha, tiện để để giữa hội chợ này cho ai muốn lời rửa tay rửa tay, đã túng giấy, giờ mình qua mấy cái uh, bắt đầu đi vòng vòng đi mấy qua mấy cái gian hàng uh, của hội chợ nè. Người Việt mình ở Florida thì uh, chủ yếu uh, thì bán hội chợ thì có đầy đủ các món ăn của Việt Nam như là nước mía nè, hải sản tươi sống nó cua hoàng đế, ốc uh, ốc mỡ, rồi uh, bên đây thì bán quà đồ lưu niệm, đó, bên đây thì uh, bán phở, uh, bán uh, tôm nướng, mực nướng, cánh gà nướng, rồi, uh, thịt gà nướng. Rồi uh, bên đây thì bán um, cái gì, gỏi Thái, gỏi Thái Lan á mấy bạn, bỏ bà khía với lại gỏi á. Còn bên đây thì bán bô um, uh, bà, chủ yếu là bán bô bà rồi bán um, cái gì ta, cái này um, tại đây có hai gian hàng bán gỏi Thái đó, bô bà với lại mochi um, donut, kiểu giống như bánh uh, donut của Mỹ vậy đó mà làm theo cái phương thức, cái dòng tay của tụi Trung Quốc. Còn bên đây là bán raw fish với lại nước ngọt bên đây nè nè, cái cửa hàng này mình yêu thích nhất nè, là gồm có tôm nướng, mực nướng, à, tất cả các món nướng. Còn bên đây thì bán đồ ăn bánh mì, xúc xích, lạc xưởng. À, bên đây thì bán à, đồ ăn ngọt, xôi, đồ này nọ xôi, kính thưa các loại xôi. Còn bên đây thì bán trứng, trứng luộc, trứng vịt, hộp vịt, hộp vịt uh, lộn. Còn bên đây thì bán uh, uh, bánh ngọt, uh, bánh này bánh kia của người uh, người Thái hay người uh, Campuchia gì đó mấy món nó lạ lắm nên mà không có thử rồi bên đây thì bán đồ nước nước ngọt uống đồ bên đây thì bán đồ của người Mễ thịt nướng của Mễ rồi mọi thứ đều của người Mễ còn cái gian hàng này thì bán bánh mì bánh mì của Việt Nam bánh mì chả cá bánh mì thịt thịt nướng rồi nước mía rồi ở giữa này thì có cao nhạc nha bạn bán nước rồi bán nước ngọt rồi hát karaoke okay. À, giữa chợ này á được cái um, hội chợ như vậy thì cô cho người việt ở Florida thì rất là quý nha các bạn à, thường thường hội chợ này thường là vào thứ bảy chủ nhật thì đi thứ bảy là nó có nhiều đồ ngon lắm bởi vì mình mình lái xe từ dưới Sarasota lên đây tới một tiếng nữa đó nhưng mà mình vẫn lái tại vì vui mình thích cái không khí của cái hội chợ này đây hàng hải ông cụ hoàng đế thấy không người ta bỏ ngoài luôn bắp bắp luộc nữa với là gọi cuốn nó ta để ta để vậy đó bên đây có gà gà u muối nó lòng gà gỏi gà trứng thưa các loại nó bánh tét bánh u bánh ít bánh chưng gì từ lừa hết nó người ta ra đây người ta bán được không các bạn ra đây bán thì một phần thì cỡ 10 đồng thôi giá cũng ăn cũng ok nói chung là ra đây chủ yếu gì không khí thôi thích cái không khí ăn ở cái chợ đêm này nên các bạn có được một lần đến florida thì hãy tham gia chợ đêm của thằng